Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Quahe, một dòng đua slalom, là một dòng có hai giảm sóc khung và giảm sóc trước, thì nó chạy đua với nhau thì gọi là đua slalom, là một dòng địa hình mà được sử dụng trong những cái giải đấu. Các bác xem những cái giải đấu mà vật chướng ngại vật nguy hiểm, những cái địa hình nó khó, cần những cái sự nhẹ nhàng hơn thì chiếc xe này nó phục vụ cho những cái địa hình như thế. Một chiếc xe cực kỳ là đẹp. Các bác sử dụng đi xe đạp hàng đi thể dục hàng ngày thì cũng rất là ok. Sử dụng bộ đồ đeo trên xe của chiếc xe thì cũng rất là cao cấp. Đó là gạt đĩa Shimano DOG, đùi trục rỗng cũng là của DOG. Và đằng sau là bùa Shimano DOG XT, gần như là dòng phụ tùng cao cấp nhất trong cái dòng Shimano về địa hình của Shimano, gần như là cao cấp nhất chỉ sau những cái đồ chạy điện hay là một cái dòng khác, nó cũng gần như là cao cấp nhất. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì là nhôm 7005, một loại nhôm mà có cái chịu được cái cường độ rất là cao và cực kỳ nhẹ, loại nhôm siêu nhẹ, chủ yếu được làm trên những cái dòng xe nhôm mà nó cao cấp thì sẽ được sử dụng với loại nhôm 7005 này. Chiếc xe cực kỳ là đẹp. Hay lái ngang, tạo cái cảm giác lái khi mà đổ đèo hay là vượt chướng ngại vật rất là tốt. Tay lái nó dài, tạo cảm giác lái cực kỳ tốt. Ở đây cũng được trang bị bộ tay bấm Shimano DOG, bộ phanh dầu của Shimano, có cái khóa hành trình giảm sóc cực kỳ tiện lợi ở trên tay lái này, giảm sóc hơi, bộ giảm sóc hơi của Evicon Suntour. Bộ bánh 26 inch Mayer bi vòng, đằng sau cũng là bánh bạc đạn, đi vòng cuối lổ bạc đạn. Cấu hình cực kỳ cao từ một chiếc xe đạp địa hình. Mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 9,8 triệu, cực kỳ hợp lý. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Chiếc xe này có cái bộ khung nó cũng khá là cao, cho các bác đi từ khoảng 1m68 đến khoảng 1m80 thì phù hợp. Và trang bị bộ đề 10 tầng líp và 3 tầng đĩa, cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Đó, thì chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà, lên xuống cực kỳ nhẹ nhàng êm ái. Và cái giá bán em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 9,8 triệu cho một chiếc xe đua slalom, một chiếc xe chạy đua giảm sóc. 9,8 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.
99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp vào những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.